lộ bản vẽ VinFast Luxa 20 phiên bản 2 cửa, xe thể thao Việt tham vọng đối đầu Mercedes E-Class Coupe. Tối 29 tháng 10, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh đăng ký bảo hộ quyền kiểu dáng sản phẩm thuộc sở hữu của VinFast. Theo đó, mẫu xe bí ẩn có kiểu dáng giống với chiếc VinFast Luxa 2.0, nhưng được chỉnh sửa thành phiên bản Coupe 2 cửa, đuôi xe dốc và vuốt dài xuống đuôi xe. Phần đầu và đuôi xe được chỉnh sửa hầm hố hơn. Hốc hút gió ở đầu xe thay đổi lại, cùng mâm xe đa chấu 2 tông màu thiết kế hình cánh quạt. Xe vẫn có 4 chỗ ngồi, nhưng bố trí dạng 2+2, vì thế, người ngồi hàng ghế thứ 2 ra vào sẽ bất tiện, chỉ phù hợp với trẻ nhỏ. Với những mẫu xe kiểu này, điều người dùng quan tâm nhất là vẻ đẹp bên ngoài và cảm giác lái. Hiện tại, VinFast Luxa 2.0 sử dụng động cơ tăng áp 2.0 lít. Bản cao cấp có thông số động cơ ấn tượng nhất, với công suất 228 mã lực và mô men xoắn 350 Nm. Xe trang bị hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động ZF 8 cấp. Mẫu xe coupe của VinFast nhiều khả năng sẽ có thông số tương tự vì sử dụng chung nền tảng với Luxa 2.0. Nếu đúng đây là hình ảnh đăng ký bản quyền kiểu dáng sản phẩm của VinFast, thì hãng xe Việt có thể đang đi con đường giống với các hãng xe cao cấp đến từ Đức và Nhật khi phát triển song song phiên bản sedan và coupe. Ví dụ như Mercedes-Benz C-Class Coupe, Mercedes-Benz C-Class Coupe, Lexus LC phiên bản mui trần của dòng LS. Tuy nhiên, sản phẩm muốn đi vào thực tế phải mất một thời gian dài. Thông thường, bộ phận thiết kế của hãng sẽ lên bản vẽ trước, rồi tiếp tục đến vẽ 3D, làm mô hình đất sét, sản xuất thực tế, chạy thử, và cuối cùng mới lắp ráp thành phẩm đến tay người tiêu dùng. VinFast khó có thể sản xuất ngay, bởi dòng xe coupe vốn không dành cho số đông. Hiện tại, VinFast đang phân phối 4 dòng xe tại Việt Nam, bao gồm Fadil, Luxa 2.0, Luxa 2.0 và President. Dòng xe Luxa 2.0 có 3 phiên bản, gồm tiêu chuẩn, nâng cao và cao cấp, giá bán lần lượt là 1,179 tỷ đồng, 1,269 tỷ đồng và 1,419 tỷ đồng.